Cửa hàng Minh Nhiên. Có xếp. Trời Minh Nhiên luôn. Hey, hello. Chuối Minh Nhiên. Ôi đẹp quá, ly Minh Nhiên. Cái này bao nhiêu tiền? $30 Singapore, tức là 600.000 Úc. Úc. Chưa tới 600, 16.000 một tô xin thôi. Đã quá. Rất là đẹp. Để mình khám phá coi Minh Nhiên có gì. Ơi, dắt đi trong nhà Minh Nhiên. Thấu quá. Nón. Quá trời Minh Nhiên, đây là thế giới của Minh Nhiên. Có sổ tay, tóc, thậm chí là đồ em bé nữa. Đó, áo, quá trời áo. Wow, quá đã. Mấy anh Minh Nhiên này rất là dễ thương nè. Đó, hàng chính hiệu. Quá trời luôn. Thích chụp bình đó đó. Đó, cái này dành cho mấy bạn nữ nè. Rất là dễ thương. Trời ơi. Đẹp quá. Hey. Hello, hello. Hello, 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 hello. Quá trời. Tôi cũng có thể làm Minh Nhiên đó nha. Đây, các bạn hãy xem đây. Tôi sẽ hóa thân mờ. Tôi sẽ hóa thân thành Minh Nhiên như thế nào. Thích. Mấy đứa nó kêu là mày đeo vô xấu quá, không có hợp. Quá đã. Quá trời luôn. Ôi, mình nhìn người. Ý. Chuối kìa. Hot girl. Yeah, các bạn tự khám phá thêm Minh Nhiên nha. Và bây giờ mình sẽ wow, bình nước Minh Nhiên nữa nè. Đẹp quá. Christmas tree.